Xin chào các bác nhá. Đây là phiên đảo trứng nhá. Đảo trứng ngan ở cơ sở nhà em nhá. Ba kỹ sư đẳng cấp nhất trung tâm đấy. Đang đảo trứng các bác. Trứng ngan chạy. Bác này chuyên về mảng soi xám. Còn hai bác này thì là đảo trứng. Hai quả đều về gì không? Soi lại xem có sao không? Dàn trứng đây các bác nhá. Cho ra dàn để làm mát đấy. Trứng ngan khá là đều luôn. Đấy, trên dàn luôn. Đây nhìn các bác. Bác thấy dàn trứng nó có đều không ạ? Rất là đều luôn. Không đẹp. Này nó ra con ngan nó rất là to luôn. Trứng rất to mà đều. Đàn sẽ đẹp. Đều bằng bắp luôn. Ngan sau khi đảo xong thì sẽ được để nó làm mát một lúc nha. Tưới nước làm mát cho nó thở khí và sau đó sẽ được cho lại vào máy. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nhá. Ai có nhu cầu về bên con giống ngan gà vịt ngỗng vui lòng liên hệ với em với số điện thoại 0986041099. Em nhận gửi tất cả miền Bắc nha, cũng như tất cả miền Nam, miền Trung, nói chung là toàn quốc luôn. Nhận làm nhận thêm các đại lý ở các tỉnh phía Bắc nha. Bác nào có nhu cầu làm đại lý thì liên hệ với em nhá. Em sẽ chuyển con giống cho các bác nhá. Lấy gì anh? Vào gửi tiền á? Chờ tí nhá. Gửi nhà rồi. Chờ tí. Ủa nhá, xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại.